Xin chào tất cả mọi người ha. Hôm nay mình quay cái cảnh núi Bà Đen cho mọi người xem đây. Đây là núi Bà Đen ở Tây Ninh ha. Núi này rất là thiêng nha các bạn. Thì mọi người mà có cái điều gì mà có phiền muộn trong lòng gì đó, mình leo núi, mình đi thắp nhang, cái là tâm hồn của mình sẽ nó rất là thanh thản. Ở đây thì có rất là nhiều di tích ha. Ở bên kia là như là đền chùa rất là nhiều ha. Thì hôm nay mình đi làm cái mô hình và chuyển đổi cây trồng từ đất ruộng sang đất rẫy ha. Đây là bản chất, đây là miếng ruộng nha các bạn. Ở bên kia là ruộng người ta trồng. Cái mùa này, mùa nắng thì người ta trồng một vụ lúa và một vụ còn lại họ trồng đậu bắp và cây ngắn ngày đó. Hoặc là có thể trồng vụ đậu bắp, trồng vụ bắp và chuyển vụ lúa. Còn vườn của mình đây là chuyển đổi sang cái mô hình trồng cây ăn trái. Thì mình móc ruộng lên và mình đắp lên trên hai bờ be đây ha. Mình lắp ruộng rồi mình đắp lên. Và ở dưới mình là kết hợp với mô hình nuôi cá nha các bạn. Thì trong vườn của mình thì đang trồng hai loại cây, đó là chủ yếu là cây mít và cây dừa. Đây là mít và dừa là hai cây chủ lực ha. Thì đây là dừa đỏ Malaysia, một giống dừa cũng là rất là tốt ha. Nghe nói nó là cạnh tranh sòng phẳng với lại dừa xiêm lùng, và nó lại được cái nó nặng hơn và nó năng suất. Đây là dừa đỏ ha. Đây thì ở giữa hai cái rãnh này là mình sẽ bơm nước vô là vừa làm kênh thủy lợi mà lại vừa làm nước tưới tiêu cho toàn vườn, mà mình vừa kết hợp nuôi cá nha các bạn đó. Thì đây bản thân chất đây là đất ruộng mình đắp lên, nên cái chất đất của mình thì nó dễ bị cái kiểu là đất pha xét các bạn, cho nên là bộ rễ nó dễ bị ngạt rễ. Và cái cách canh tác của bên mình là mình phải ưu tiên hữu cơ nha các bạn. Và ngoài ra là trên những cái clip là mình trồng mô cao lên như thế này đó. Đây là lý do tại sao mình phải làm mô. Còn những cái trường hợp mà ta thấy cái vườn mà lên mô mà đất bằng và đất rút nước tốt mà cũng lên mô theo kiểu đất ruộng như thế này là không hợp lý nha các bạn ha. Cho nên mình phải coi tùy điều kiện vườn, điều kiện chất đất, tùy điều kiện thổ nhưỡng mà mình có những cái phương pháp làm sao cho nó phù hợp với lại cái vườn của mình nha. Ta thấy người ta, mấy anh em thường là như thế này, đi Tây Nguyên hoặc là những người ở miền Đông đi mua giống, đa phần giống thì nó lại nằm ở Chợ Lách hoặc là miền Tây. Thì anh em xuống miền Tây lại thấy trồng quá dày. Trồng dày là về cái là nhà mình cũng trồng. Bởi thì như dưới miền Tây trồng có 1 mét mấy, có khi 2 mét. Nhà trồng thưa là 3-4 mét. Về đem lên miền Tây, quy trình miền Tây đem lên về miền Đông trồng, chỉ cần trồng 1 mét mấy y kiểu đó, cái là nó đâu có trái đâu các bạn. Cơ bản là như khi mà người ta trồng dày á, là vì ở giữa hai cái hàng này họ có một cái đường mương líp này nè, nên họ trồng theo kiểu một hàng dày và đường mương líp thưa. Đây nè, cái hàng này rất là dày ha, còn đường này là líp nó thưa đó. Nên là nó không phải là người ta muốn trồng dày, mà do cái rẫy của mình á, nó có những cái đường mương rất là rộng, vì vậy người ta phải trồng dày lên đó. Thì trong cái vườn mình đã lắp hệ thống tưới rồi, chăm phân. Đợt này mình đi lên quy trình chăm sóc cho cái vườn này của mình. Về cơ bản thì cây của mình là đang 3 tháng như thế này là cũng đang tạm ổn ha, chưa có vấn đề gì hết. Thì đợt này là mình cho đi vô cái dòng tinh thể 2218 đi qua hệ thống tưới và so với lượng Temix. Chỗ mình là khoảng 800 cây thì mình dùng khoảng chừng là 3 xô tinh thể 2218 và 1 xô với lượng Temix ha.
thì mình sẽ sử dụng định kỳ theo cơi ngọn. Giờ mình sử dụng để lấy cơi thì khoảng trung bình khoảng từ 2 tháng là mình sử dụng một lần, 2 tháng đến 2 tháng rưỡi sử dụng một lần. Thì cái phân xô tinh thể 2218 giá công khai của bên mình là 780.000 trên đồng một cho một xô nha. Xô 18,8 kg. Và cái xô vi lượng của bên mình là giá công khai toàn quốc là 650.000 trên xô nha các bạn. Đó. Đó là như là mình sẽ sử dụng cho cái lô này của mình. Mình đi qua hệ thống tưới. Những cái vườn mà có hệ thống tưới này là chăm phân rất là sướng nha. Nhưng mà các bạn mùa này nha, mình nên làm cỏ và tấp vào trong gốc. Đây, mình nên làm cỏ tấp gốc. Tại do là ban đầu tiên giờ mùa nắng này nè. Cái lượng đất mặt này á, là nó khô nha, nó khô cứng ha. Thì mình cần là phải duy giữ ẩm và duy trì độ ẩm. Đất này là đất ruộng lúa đắp lên cho nên giờ vẫn còn một số cây lúa nó tự mọc nè ha. Đây là lúa tự nhiên ha. Thì ở bên kia là người ta đang cày. Ở đây thì người ta trồng thêm những cái mô hình ví dụ như là chanh. Hoặc là đang chú này thì đang muốn trồng thêm bưởi da xanh. Ở bên này là trồng ổi. Đây, hai mô hình đất ruộng đắp lên là làm trồng được rất là nhiều loại cây ăn trái ha. Thì ở bên này là cày lên thì lại trồng màu, một số lại trồng màu và một số lại trồng củ từ. Nên mô hình đắp từ ruộng thành rẫy là làm được rất là nhiều loại cây nha các bạn. Đây là mấy cày đây, đang cày vừa. Đây cá không, cá không, cá không. Anh em thấy cá quậy không? Đó thì cái mô hình ruộng này mình nó còn có, mình có nuôi cá nữa cho nên cá ơi ơi thấy đã không? Đó 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 đó, không biết cá gì ta, cá gì ta. Đây, anh em nhìn thấy cá gì chưa? Đây con cá gì? Ôi giời, cá rô kìa. Ôi, cá rô kìa. Ôi giời, sung chưa? Sung chưa? Ôi giời, cá trê kìa, nhảy lên được kìa. Trời ơi. Quá chừng cá luôn, đã quá các bạn ơi. Làm nông nghiệp mà dày sướng quá. Nhìn đã không? Nó nhảy lên nè. Rồi, đó, cá trê kìa. Đó, cá trê kìa. Đó, cá trê kìa, nhảy lên kìa. Chui vô hang trốn kìa. Thì nó nghĩ rằng đây hết nước rồi, nhưng mà người ta hết nước ta lại bơm lên ha. Thì ngoài mô hình đắp ruộng lên rẫy rồi kết hợp với lại nuôi cá nữa. Ôi giời, lúng chân rồi các bạn ơi. Nhảy vô lúng chân rồi. Ôi giời, cá đã quá. Nhìn thấy cá là mình mê, là mình không có gì. Ôi giời, cá to lắm nha. Ôi giời. Đã quá các bạn ơi. Này thôi, cá này nhìn giống cá kiểu cá tự nhiên hơn là cá nuôi ta. Cái đìa này bắt đầu nó hút lại về đây. Đây, như kiểu cá tự nhiên, mình bụng ra đây quá nhiều rồi. Đây. Hốt cá là lên một nắm luôn nè. Cá nè. Rất là nhiều cá. Đó, bắt được luôn á. Đây mình sẽ bắt một con lên cho các bạn xem khả năng bắt cá của mình. Đây, cá lóc. Bắt được một nắm luôn nè. Nè, đó. Dậy được. Cá. Quá chừng nhiều cá luôn. Đây. Cá này là như nhà bên chú thì nuôi cá, còn nhà bên này thì chắc là cá tự nhiên. Bóc cái là có cá liền. Bây giờ đã quá. Ha. Ôi giời, lúng chân. Lúng. Xa lầy rồi. Xong. Cuộc đời mình là xong luôn rồi các bạn ơi. Rồi, kết quả của việc lội ruộng đây. Chừng vết chân kìa. Trời ơi. Cái này á mà
ngồi tát một chút là như là tối về là như là làm được mấy lít ra. Giỡn chơi đâu. Thôi sẵn à, sẵn đam mê rồi. Đam mê rồi, lội xuống quậy tí á. Ui giời, cá trên nó nhảy lên nó chui vô hang hả các bạn. Đó. Ừ cá nè. Cá ơi là cá. Ôi đây nè, cá rô nè. Rô đồng này các bạn. Rô đồng nha. Cá ơi bắt rô đồng nè. Ôi ơi đã quá trời luôn à. Trời ơi bắt được rô đồng luôn nè. Cá trê nè, cá lóc nè. Ôi trời ơi. Trời ơi cá nó nhảy lên bờ kìa. Trời ơi cá ơi là cá. Cá ơi là cá, nhảy lách đi đâu vậy cưng? Trời ơi nó nhảy đi đâu, nó lên bờ nè. Trời ơi cá lên bờ nè. Anh em thấy không? Giờ mình bắt nè. Cá trê nè. Thấy cá trê không? Ờ. Bắt cá trê nè. Thôi thải qua bên chỗ này nhiều nhiều nước xíu cho nó sống. À, cá trê nè. Một con nè. Cá lóc nè, tự nhảy lên nè nha cưng. À, mày gặp tao là mày may mắn rồi đó con à. Nè, cá lóc nè. Trời ơi, nhảy lên. Đây, thấy nè, sống nha. À, tự nhảy lên bờ luôn tao ơi. À, đâu, nãy là 3-4 con rồi mà. Tắt đầu nhanh vậy. À. Đó. Thì ra là cái hụt này cá không à. Anh đang đi tư vấn mà gặp trường hợp này vui quá là như quên luôn. Quên luôn lối về luôn rồi. Đó, cá. Thôi, đã quá. Thì mình đi làm nông nghiệp của mình thì mình chỉ có những cái niềm vui nho nhỏ như vậy thôi các bạn ha. Thì có một ngày nào đó các bạn muốn đi theo chân Nguyễn Minh Vịnh để mà trải nghiệm cuộc sống của Nguyễn Minh Vịnh là đi làm lại như thế nào thì cứ liên hệ với mình. Làm kỹ thuật thì mình số điện thoại của mình là 0972 455 668. Thì các bạn có vấn đề gì về cây trồng, các bạn cần tư vấn thì cứ liên hệ với Vịnh nha. Xin chào tất cả mọi người ạ.